chuyện nữa không? Chuyện nữa không để cho người ta chú. Em cũng hết kỳ lắm luôn á. Nha. Rồi. Chị bạn cho chị bài hát này nè. Chị sai nhà không? Nếu như mà chuyện. Chị bài hát này nha. Nếu chị nghe nha. Chúc em mua chuyện nữa không? Tết này không như Tết qua, con đi làm xa, con không ở nhà. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cô mẹ thổi canh sao khổ quá. Ấy à, ấy ơi, ấy à, nhớ nơi ấy lắm, ấy à, ấy ơi. Chốn này rộn xa pháo hoa, mà cô đơn là chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện, Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngờ sẽ gánh vác chút nhục nhằn thấy cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Mới dữ vậy hả? Ấy lắm, ấy à, ấy ơi. Chốn này rộn ra pháo hoa, mà cô đơn là chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện, Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngờ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện, Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngờ xa cánh pha chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Con muốn về nhà ở bên mẹ bên cha. Ủng hộ chị nha. Như chị bán như cho chúng chứ là chúng tiền lắm. Nhà đấy.